tàn trên trên 3 mét nha bạn. Này nó khoảng độ độ khoảng 4 mét nha bạn. Tôi để đến tàn. Tàn ngang nó cũng vậy các bạn, cũng gần 4 mét luôn. Nói chung cái tàn này mình thấy rất là đẹp ạ. À. Bông thì cổ chê luôn, xíu nữa quay cái bông cho các bạn xem. Tàn rất là đều nha bạn. Đi chung quanh cái tàn cho bạn xem nè, không có lép bên nào hết. Rất là đều. Này. Đế đều 24 giờ luôn các bạn. Đế đủ không thiếu luôn. Cái này gốc số 7 nha các bạn. Đây. Gốc này mã số 7 nha bạn. Gốc này nó có điều đặc biệt là nó sụ nung nha bạn. Đây. Thân à, với điểm sụ cho bạn xem. Đó. Sụ nè bạn. Sụ lên tới đọt luôn các bạn. Dọc theo thân luôn. Bông thì khó chê luôn. Giờ mình quay cái nụ cho bạn xem. Đây. Đây là cái bông nha bạn. Rất là đẹp, bông chùm luôn nha bạn. Bông năm cánh. Rồi giờ mình xuống mình đo cái thân cho các bạn xem. 60 nha bạn. 60. Rồi. Mình đo ở đây cái được lòng. Ngay giữa cho các bạn xem luôn. 54, 54. Rồi. Rồi ok, thấu thân 55 nha bạn. Chi cành thì đều luôn rồi bạn. Đây. Mấy tay cành nè. Đều gan luôn. Không thiếu chi nào hết. Rồi qua góc tiếp theo bạn ơi. Này góc thứ 6 nha bạn. Góc này cái tàn nó như tàn dù nha bạn. Cũng hay hay nè bạn. Đây. Mai xù luôn các bạn. Nói chung đợt này về toàn là mai xù không các bạn. Bộ đế là khổ chê luôn, đều gan luôn. Thân sáng luôn các bạn. Đây. Nó xù lên tới dọc theo thân luôn các bạn, gai nhánh luôn nè. Đây. Tới trên lên đọt luôn các bạn. Anh em nào mà đam mê mai sù thì mình tham khảo mấy góc nãy mình có quay các bạn. Anh em tham khảo đi. Ưng ý thì mình liên hệ với bạn Long. Dương mai này ở cái bè nha các bạn. Mình đi cắt mặt của bộ đế này cho các bạn xem. Thân nó sáng các bạn, dặn luôn rồi. Tàn thiên nhiên các bạn. Rất đều. Tay cành nó cũng đều nha các bạn. Đây. Xù ra tới tay cành luôn. Bây giờ mình vô mình đo cái thân các bạn. Năm mươi tám của anh bạn ơi. Đo khúc này coi nè. Bốn mươi sáu. Rồi thoát thân còn nhiêu lâu? 55. Rồi ok. Qua góc tiếp theo nha bạn. Góc này tàn nó trên 3 mét rồi bạn. Này đã tạo tàn rồi.
mình tàn thấy thấy đều nè bạn, này phải xù luôn nha các bạn. Gấu này gấu số 5 nha các bạn, mã số 5. Anh em ở New York nào thì mình liên hệ nha các bạn, có mã số hết đó. Nói chung là mình để mã số sẽ sẵn cho anh em nào thích lúc nào mình liên hệ để gốc đó giao lưu. Này xù luôn các bạn, xù dọc theo thân luôn, tới đọt luôn. Bộ đế cũng khá đẹp các bạn. Nói chung mấy gốc luôn này về là gốc nào cũng có đế, có tàn hết trơn các bạn. Mà được cái xù nữa bạn, gốc nào cũng xù hết á. Rất là sung. Này tàn ngang nó khoảng 2 mét rồi mà. Rồi vô mình đo cái thân cho các bạn xem. Năm mươi ba các bạn. Rồi ok, đôi xích lên trên xíu coi lòng. Đúng rồi, cái nhỏ đó coi. 47. Ok. Cái này bông năm cánh luôn hả Long? Năm cánh, cái lô năm cánh. Lô này về năm cánh không ha? Nói chung về mới thấy góc mấy góc lô này thấy toàn là xù không Long? Cây này có thể mấy bạn chơi Tết được mà nó lô này về xù không các bạn. Nói chung anh em tham khảo nha anh em. Mình thích nào thì mình có mã số đó. Mình liên hệ cho anh về. Cái này là gốc số 9 nha bạn. Cái này hơi bị vip nha. Tàn thiên nhiên luôn. Nói chung cái tàn này là khoảng 6 mét nha bạn. Tàn này mình còn chưa mở được. Quá trời lớn. Ừ, đúng rồi. Bắt nhân giáo lên. Đúng rồi. Tàn vip nha bạn. Nói chung là đang gịch dây đã lúc mình con là mình đem về mà. Chưa mở dây hết, còn bung rồi nữa. Trung góc này xù luôn nha bạn. Tàn thiên nhiên luôn. Bộ tàn này cho bông là vip luôn các bạn. Rất là dữ. Nói chung hôm nay nắng nó chói bạn. Không được có hung, các bạn thông cảm nha. Này mình đến trực tiếp mình xem đi, mình sẽ thấy xác thực của nó đẹp ạ. Đây bộ đế này. Bộ đế vip luôn. Lưỡi rất là lớn các bạn. Mình đi chung quanh cái bộ đế cho các bạn xem. Đều các bạn, chứ không có thiếu ghế nào đâu. Rất là đều. Góc này xù luôn các bạn. Góc này mình thấy có nhiều cái điểm hay nè bạn. Thân sắn luôn nè. Ghế thì khá to. Nó xây tàn lên làm ba nhánh nè bạn, nhánh rất là lớn. Đây là mặt bên đây của gốc mai này các bạn. Cái bộ đế quá khủng. Cái này mã số 9 nha các bạn. Anh em thấy ưng ý thì mình liên hệ. Rồi mình sẽ vô đo cái bành cho các bạn xem các bạn. Cái này bông mấy cánh không? Dạ 5 cánh. 5 cánh ha. Cái lô này về 5 cánh không? Đặc biệt 5 cánh không, không có dạ. Like khác ha. Dạ. Nhiêu đâu? 73. 73 rồi. Ok, đo trên coi. Đo bên trên ha. Ừ. Nói chung mình đo nhiều chỗ các bạn cho 62. Anh em tham khảo. 62 rồi, ok. Rồi trên đây luôn đi. Rồi ừ. 51. Rồi. Thoát thân nó còn nhiều. Thoát thân nó cũng dài tấc các bạn. Nhiều. 70, 7 tấc các bạn. Gốc này thiên nhiên luôn các bạn.
nguyên thủy, bông năm cánh. Mình thấy nụ rất là nhiều nè bạn. Tàn này anh em, cái này muốn muốn chơi liền cũng được các bạn. Đem về mình để luôn thôi, mình tạo lại cũng được. Tàn nó còn bung ra nhiều lắm mà. Rồi, ok. Quả cốc số 10 các bạn ơi. Đây. Cốc số 10 này tàn khoảng 6 mét các bạn. Tàn 6 mét. Tàn đang tạo các bạn. Đang tạo tàn lại. Tàn thông. Cốc này mai sùng các bạn. Cốc này mình thấy khá đẹp. Mấy nghệ nhân đang đã tạo các bạn. Này kẽm dây chì các bạn, dây nhôm đang cho nó vô nếp các bạn. Này mai xù, giờ mình quay cái điểm xù với cái đế cho các bạn xem. Góc này con này mai số 10 các bạn. Đây đế còn nữa nha các bạn, tại khi mình lên chậu này mình lắp lại rồi. Đây xù xù nặng luôn nha bạn, xù dọc theo thân luôn, tới đọt luôn. Cái này mới vô chậu được mấy ngày mà nó sung các bạn. Sung nó ra tược nè. Sức sống mãnh liệt luôn. Đây là toàn bộ vườn của bạn Long các bạn. Nãy mình cũng quay chi tiết từ góc góc vậy đó. Anh em nào mà ưng góc nào thì mình liên hệ trực tiếp nha các bạn. Đây, nói chung lô này về là mai xù. Đế là đế VIP không? Thiên nhiên cũng có các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha. Mình kết thúc video tại đây.